kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Một cán bộ Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Yên cho rằng mình quen biết nhiều cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng rồi lừa tiền chạy án. Theo đó, ngày 12 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Hải, 54 tuổi, cán bộ Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Yên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trên còn có ông Phạm Phú Hoàng Duy, 39 tuổi, ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Cả hai bị can bị bắt vì liên quan đến một vụ nhận tiền chạy án. Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên phạt hai bị cáo Lê Thị Xuân Thảo ở phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, 20 năm tù và chồng là Phú Văn Hùng ở phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, có một người ở thành phố Hồ Chí Minh tên là NDT nói với Thảo có quen một người giúp Thảo chạy án khi xử phúc thẩm. Sau đó, Tê cùng Duy gặp Thảo và giới thiệu Lê Hải là người có mối quan hệ với nhiều kiểm sát viên ở Đà Nẵng nên có thể lo chạy án phúc thẩm để giảm 10 năm tù cho Thảo. Nghe theo lời Duy, Thảo liền chuyển cho Duy 55 triệu đồng để chạy án. Ngày 25 tháng 2, Hải, Duy hẹn gặp Thảo và bảo Thảo về chuẩn bị 500 đến 700 triệu đồng vì ở Đà Nẵng đã chịu giảm án cho Thảo. Tại đây, Hải còn hứa sau khi xử phúc thẩm sẽ xin cho Thảo hoãn thi hành án. Rồi tới đợt đặc xá, sẽ xin cho Thảo được đặc xá không phải đi tù. Nghi ngờ mình bị lừa, ngày 5 tháng 3, Thảo đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên tố giác Duy và Hải. Trưa 7 tháng 3, khi Duy hẹn Thảo tại một quán cà phê ở phường 7, thành phố Tuy Hòa và nhận bọc tiền 600 triệu đồng từ Thảo thì bị công an ập vào bắt quả tang. Ngay sau đó, Hải cũng bị bắt. Cũng trong ngày 12 tháng 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Huy Hoàng, sinh năm 1983, ngụ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi biết được chồng bà Hờ Giờ, ngụ xã Quảng Khê, huyện Đắk Hờ Long, tỉnh Đắk Nông bị Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Hoàng đã tới lừa đảo chạy án. Hoàng đưa ra thông tin gian dối là quen biết nhiều lãnh đạo từ trung ương đến địa phương và có thể lo cho chồng bà Hờ Giờ được tại ngoại. Đồng thời, khi xét xử, sẽ xin trắng án hoặc nếu có phải đi tù, cũng chỉ có mức án từ 9 tháng đến 1 năm. Tin tưởng, bà Hờ Giờ đã đưa cho Hoàng tổng cộng 670 triệu đồng để nhờ lo cho chồng được tại ngoại và giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hoàng không thực hiện lời hứa, không trả lại tiền và rời khỏi địa phương nên bà Hờ Giờ đã làm đơn tố cáo. Cũng trong thời gian này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Tê ở thành phố Gia Nghĩa tố cáo Hoàng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 800 triệu đồng thông qua việc nhận tiền hợp tác đầu tư thực hiện dự án mua cây cao su, keo. Trước đó, vào ngày 6 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định truy nã Trần Thị Tuyết Mai, sinh năm 1960, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Trần Thị Tuyết Mai tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật. Người dân nào biết hoặc phát hiện Trần Thị Tuyết Mai đều có quyền bắt giữ, báo công an gần nhất hoặc công an thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung vụ án thể hiện Mai biết được gia đình anh NVN, sinh năm 1983, quê Cà Mau đang gặp vấn đề pháp lý nên chủ động liên hệ. Mai nổ rằng có nhiều mối quan hệ có thể chạy giảm án. Tin tưởng, gia đình anh N đã chuyển cho Mai tổng cộng 520 triệu đồng, nhận tiền xong Mai cắt dần liên hệ rồi bỏ trốn nên anh N làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Mai. Liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 35 tỷ đồng của vợ chồng trùm hóa đơn Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, mặc dù khai đã nhận 35 tỷ đồng nhưng không thừa nhận việc nhận tiền để chạy án cho Đức. Quá trình điều tra, bị can Đỗ Hữu Ca khai Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 1979, là vợ của Trương Xuân Đức, trú tại phường Đăng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, có đến gặp mình tại nhà riêng ở Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, thông báo việc bị cơ quan điều tra Quảng Ninh điều tra về các công ty Đức quản lý, đồng thời nhờ Ca cứu giúp. Sau đó, Trương Xuân Đức, sinh năm 1971, trú tại phường Đăng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng và Ngọc Anh 4 lần mang tổng số tiền 35 tỷ đồng đến để ở nhà riêng của bị can Ca. Tuy nhiên, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng không thừa nhận việc nhận tiền trên để chạy tội cho Đức, mà số tiền này là do Đức và Ngọc Anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ tầng 1 của bị can Đỗ Hữu Ca. Bị can Ca cũng khai bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đức và cũng không tác động sử dụng tiền trên để chạy tội cho Đức.
Đối với người đàn ông tên Giang, bị can Ca khai có quen biết với một người tên Giang công tác tại Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã nghỉ hưu. Bị can Ca và ông Giang thỉnh thoảng liên lạc, gặp gỡ nhưng Đỗ Hữu Ca chưa bao giờ đưa tiền hay tác động nhờ ông Giang chạy tội cho Đức. Vào thời gian trước Tết Nguyên đán năm 2023, vào khoảng 1 tháng năm 2023, bị can Ca và ông Giang có gặp gỡ, ăn uống với nhau tại Hải Phòng nhưng chỉ nói chuyện cuộc sống, gia đình, chứ bị can Ca không nhờ và ông Giang chạy án cho Trương Xuân Đức. Ngày 18 tháng 2 năm 2023, khi làm việc với cơ quan công an, ông Đỗ Hữu Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh. Vào tháng 8 năm 2023, một vụ án lừa đảo gần 10 tỷ đồng với chiêu chạy việc, chạy án cũng đã được công an triệt phá. Với thủ đoạn mạo danh là Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, Mạc Đăng Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, ba người khác cũng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Cụ thể, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố một số bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo đó, 4 bị can gồm Mạc Đăng Thanh, sinh năm 1992, trú tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Thị Thanh Hiếu, sinh năm 1968, Nguyễn Thị Kim Thúy, sinh năm 1973 và Lê Quý Thanh, sinh năm 1968, đều trú tại thành phố Hà Nội, bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Mạc Đăng Thanh còn bị khởi tố thêm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến thời điểm tháng 8 năm 2023, Mạc Đăng Thanh đã giả danh cán bộ thuộc một tổng cục của Bộ Quốc phòng và Thanh tra Bộ Quốc phòng rồi được chuyển sang làm Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương. Đồng thời, cũng giả danh là Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Huy Hoàng có trụ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của một số công ty, cá nhân dưới hình thức chạy xin việc, chạy dự án, chạy án. Các bị can Nguyễn Thị Kim Thúy, Lê Quý Thanh và Nguyễn Thị Thanh Hiếu lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng và 15.000 USD với hình thức đưa ra những thông tin mình là nhân viên ngân hàng nhà nước nên có nhiều mối quan hệ với cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính và một số người đầu ngành có thể vay vốn với lãi suất thấp cho các doanh nghiệp có thể chạy chức xin làm chủ đầu tư thi công xây dựng các dự án về công trình đô thị, nâng cấp sửa chữa xin được các dự án ở khu công nghiệp. Thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các bị can, công an đã phát hiện, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án. Trong đó, có một số dấu tròn của các công ty, doanh nghiệp. Dấu chức danh các loại, biển xanh xe ô tô, giấy chứng nhận quân đội nhân dân được xác định là giả. Ngoài ra, công an còn thu giữ một bộ đèn dành cho xe ưu tiên, hai xe ô tô nhãn hiệu Fortuner, một số tư trang của lực lượng quân đội nhân dân, laptop, iPad, CPU, máy tính, 14 điện thoại di động các loại, 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.